Cái thằng tưởng đâu là đã yên ổn làm việc, nhưng chỉ được một thời gian rồi bắt đầu dở chứng. Thời điểm này là như thế nào, có thiếu chín chắn mấy thì nó cũng phải biết chứ. Anh à, nhưng mà nếu như thằng Khanh có điện thoại về, anh cũng đừng la nó quá nha. Em nghĩ là chắc là phải có điều gì đó suy nghĩ dữ lắm nên nó mới hành động như vậy chứ. Mình cứ che chở cho nó như vậy, thành ra nó mới... Mà thôi, có nói với mình cũng chẳng được ích gì. Sức khỏe của ông có sao không anh? Ông vốn là người mạnh mẽ mà. Ông nói là không sao, nhưng nhìn ông có vẻ mệt mỏi lắm. Tôi xin lỗi. Mình đã thống nhất với nhau là không nói câu này mà. Cái gì vậy? Cái này tôi mới tới nhà ông đem về. Đây là quyển sổ ghi chép lại những số tiền mà ông đã cho người khác mượn. Anh đem nó tới đây làm gì? Ông nói tôi cứ giữ để đề phòng sau này. Hay mình thử tìm gặp những người trong quyển sổ này coi xem sao. Mình tìm gặp những người trong đó để nghe họ nói ông đã cho họ vay vốn và lấy tiền lời như thế nào. Vì nghĩ biết đâu mình sẽ tìm ra được đầu mối gì đó. Liệu mình gặp những người đó có giúp ích gì cho mình không? Mình phải thử cái đã, phải làm hết mức, hết cách anh à. Ba mấy đứa nó nhỏ bị tai nạn mất đi, một mình vậy, không biết làm gì vậy đó, để nuôi tụi nó. Cũng may mà gặp được ông Sang, ông biết được hoàn cảnh của chị, ông giúp đỡ. Nhờ vậy chị mới có cái xe bánh mì này. Ông Sang đúng là đấng cứu thế của chị. Sau khi ông em cho chị mượn tiền xong rồi có uy hiếp đòi tiền lãi quá đáng lần nào không ạ? Làm gì có chuyện đó. Cậu hiểu rõ, ông cậu hơn tôi mà. Ông Sang phải là người như vậy. Tôi đọc tờ báo mà giật cả mình. Tôi sẽ chứng minh được điều đó. Vậy nếu như liệu ông Sang phải ra tòa, chị có thể kể hết tất cả mọi chuyện nãy giờ trước tòa được không? Đương nhiên rồi. 10 lần mà không phải 100 lần chị cũng nói. Ông cụ không phải là người như vậy đâu. Rõ ràng là bị ai hãm hại rồi. Em cũng nghĩ như vậy, nhưng bên công an người ta không tin lời tụi em. Mà cũng xui xẻo thiệt, vừa rồi ông lại có nói chuyện qua điện thoại với xã hội đen nữa. Ông cụ vốn là người tốt nên mới cho người ta mượn tiền để người ta hoàn lương làm ăn, như vậy mới nói chuyện qua điện thoại chứ gì. Dạ, tụi em đang tìm cách đưa ông ra, chắc ông sẽ về nhà bình an vô sự thôi. Tôi nghe nói thằng Lợi nó đi tố cáo ông cụ á, mà không biết cái thằng đó nó lấy tâm trí đâu ra để làm được cái chuyện đó nữa. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy hả? Tôi nghe nói vợ thằng Lợi nó bị bệnh gì đó phải mổ, bởi vậy nó đi mượn tiền hết chỗ này đến chỗ kia. Hôm qua tôi đi mua rau, nghe nói vợ thằng Lợi nó chọn ngày mổ rồi đó. Nghe nói số tiền mổ này nhiều lắm á, vậy chắc là nó mượn được số tiền này ở đâu rồi. Tự nhiên ông ta kiếm đâu ra được số tiền lớn vậy ta? Từ bây giờ mình phải làm rõ điều đó chứ. Tới bây giờ Vi mới bắt đầu nắm được câu chuyện đó. Hiền, cái gì đây? Hiền thích ăn kem mà. Anh đừng đưa mấy thứ này cho tôi. Đi mà lo cho người khác đi. Lo cho người khác là sao? Anh phải rành hơn tôi chứ.
Là đàn ông, dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm. Như vậy mới đúng đạo lý của con người chứ. Chịu trách nhiệm cái gì? Đạo lý là cái gì? Chuyện đó sao anh hỏi tôi? Tại sao bà Hiền lại thay đổi y như quỷ dữ vậy? Lúc trước cũng có dữ, nhưng mà dữ dễ thương kìa. Dễ thương hả? Ừ. Bây giờ ấy, mỗi lần mà Hiền làm gì là tôi cứ ớn lạnh xương sống ấy. Mà Hiền trừng mắt một cái, sợ lắm luôn á. Nhưng mà bà đối với người khác thì sao? Tuyệt đối không bao giờ như thế. Hiền còn cười tươi với khách nữa. Như vậy là chắc chắn là ông đã làm cái gì đó sai. Thì bởi vậy tôi không biết là mình làm cái gì sai, mới nhờ ông dò hỏi Hiền xem nhá. Mấy bữa nay thấy người nó uể oải lắm. Thôi, ông cứ cố hỏi giúp tôi đi, rồi tôi sẽ đãi ông gà ác đi thuốc bắc ha. Gà ác tìm thuốc bắc hả? Ừ. Hai con á. Bà Hiền, công nhận á, sinh tố bà bán ngày càng ngon á nha. Nếu thấy ngon thì mau trả tiền thiếu đi. Làm như ai giật của bà không bằng. Ê. Bà có chuyện giận ông chủ tiệm trái cây hả? Thôi nha, đừng nhắc đến cái ông đó nữa. Dây là có rồi nè. Ê, 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 ê. Chuyện gì à? Tôi đâu có ngờ cái ông đó lại một mùi tệ bạc xấu xa đến như vậy. Trời, làm dữ vậy? Ông thì biết gì? Ông có biết là cái ông đó đi làm trò xấu xa để rồi phải bồi thường tiền cho con gái nhà người ta không? Bồi thường tiền? Làm bậy nữa. Là làm gì vậy? Làm sao tôi biết được? Nếu mà là người ngay thẳng á thì mắc gì phải đưa tiền cho con gái nhà người ta chứ. Chẳng qua là tại làm trò xấu xa cho nên phải đưa tiền để bịt miệng. Không lẽ... Cái gì? Trò không đàng hoàng hả? Hiền nói tôi làm trò không đàng hoàng sao? Bà Hiền nói á là thấy ông đang bồi thường tiền cho một con nhỏ đang khóc. Ê, ông làm cái trò xấu xa gì vậy hả? Trò xấu xa cái gì? Ông nghĩ là tôi chỉ làm được ba cái trò xấu xa thôi sao? Tôi không có thấy nên không có nói được. Ừ. Nhưng mà bà Hiền là bà thấy rõ ràng. Ê mà nè, ông đưa tiền cho nhỏ đó làm chi vậy? Chuyện đó... Sao? Tôi không nói được. Thấy chưa? Vậy là có chuyện rồi. Trời ơi! Chắc tôi điên quá. Tôi đã nói rồi, tôi không làm một cái điều gì hết. Mặc dù là giờ phút này không nói ra được, nhưng mà tôi không làm một cái điều gì xấu xa hết. Bà, ông làm ơn tin tôi đi. Và ông giúp tôi nói với Hiền đi, giải thích cho Hiền biết. Nha. Nha. Tôi nói rồi, tôi không có thể nói cho bà biết là ông làm cái gì. Nhưng mà mọi chuyện không có giống như bà nghĩ. Hiểu không? Tin ông đi. Sao tôi phải tin cái ông đó chứ? Thì... Tại vì... Nó... Nè, bộ tiệm của ông không có khách hả? Không. Này ế lắm, giờ này cũng không có ai hết trơn á. Vậy thì mau về tiệm ngủ đi, đừng đứng đây nói nhảm nữa. Ông mà binh vực cái con người đó một lần nữa đó, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với ông luôn đó. Ông có biết vậy đi. Tuổi tác thì có mắt mới gì ta thiết kế quần áo mà chê tôi già chứ. Ai giống Sanoli quá vậy ta?
Thôi đi, chắc chị nhìn lộn á. Chứ má thằng Hiệp giờ này làm ở trung tâm thương mại mà. Lúc nhìn thoáng qua thấy giống y chang à. Thì đó, tại chị nhìn thoáng qua nó mới như vậy. Sao kỳ vậy ta? Không giống thôi. À quên nữa, bây giờ chị phải đi đây. Cái bà này đúng là bận rộn nhất sớm nè. Anh nhất định phải đi đó nghe. Dạ chị nói thì tôi cảm ơn cái ý của chị. Nhưng mà... Nhưng nhị gì? Anh tính ở một mình tới chừng nào hả? Cái lúc xung quanh người ta lo cho mình á thì giả bộ như không biết. Cứ đi gặp đi. Gặp mà không chịu thì thôi, chứ có mất mát gì đâu. Nhưng tại cái tánh của tôi vốn nó cũng khù khờ rồi. Tôi sợ tôi tới rồi tôi không biết nói cái gì đi chứ. Không nói thì để cho con gái nó nói. Với lại cái cô này lanh lắm, cô nói hết một mình được mà. Anh khỏi phải lo chuyện đó. Anh khỏi nói luôn cũng được nữa ha. Thôi vậy đi, cứ coi như là anh đã chịu đi và hẹn với người ta rồi ha. Anh Hoàng, rồi anh có đi coi mắt người ta không vậy? Tôi không biết. Chị Quanh tính im lặng về hoài sao? Anh nói gì vậy? Tôi biết hết rồi. Tôi biết chị thương Hoàng từ trước tới giờ. Thôi nha, tôi đang bực mình lắm á. Đừng có đổ dầu vô lửa nha. Chị đừng có như vậy. Chị phải tích cực hơn. Tôi sẽ giúp chị. Giúp tôi thiệt hả? Thiệt hay chơi vậy? Mấy người đến đây làm gì đây? Chúng tôi có một số thắc mắc muốn hỏi. Nghe nói tiền viện phí, tiền mổ này kia của vợ anh là một số tiền không nhỏ. Không rõ anh có số tiền đó ở đâu ra. Mắc gì tôi nói chuyện đó mấy người? Anh có biết thế nào là tội vu khống không? Vu khống gì? Vu khống gì? Nếu người ta không có tội mà anh nói là có tội thì đó gọi là tội vu khống. Nếu như anh đã nhận lời của ai mà tố cáo vu khống cho ông tôi. Ê, nha, bây giờ mấy người ăn hiếp tôi phải không? Tôi không ăn hiếp, mà tôi chỉ muốn nói sự thật. Nếu như tôi làm sáng tỏ ông tôi vô tội thì anh phải vào đồn công an, rồi ai sẽ lo cho vợ anh khi cô ấy đang bệnh? Ê, tôi nói mấy người biết nha, rõ ràng là tôi bị đe dọa nha, rồi bị mấy thằng xã hội đen của cái ông già đó đánh tôi nữa. Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu như anh dừng lại ở đây thì tụi tôi có thể thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Đi! Mấy người đi hết đi! Tôi nhờ anh giúp đó. Tôi năn nỉ anh đó. Anh biết mà, ông của tôi không phải là hạng người như vậy. Anh là người biết rõ hơn ai hết mà, phải không? Anh đang ở đâu vậy? Không nghĩ đến em chút xíu nào hay sao? Ở nhà máy đang làm ầm lên đòi xin chỉ thị sản xuất lẹ. Mà cái cậu Khanh này
không biết bao giờ mới chịu xuất hiện. Tôi về rồi nè. Cậu đi đâu về vậy hả? Trưởng phòng có nhớ em nhiều lắm không? Tại không có cậu mà cả nhà máy đang loạn lên hết kìa. Ồ, vậy sao? Được nghe nói không có mình mà việc không chạy, thấy mừng hết lớn. Khanh có chuyện gì vậy? Có gì đâu, thấy mệt mỏi cho nên muốn đi đổi gió chút đó mà. Con có phải là đứa biết suy nghĩ không? Bây giờ là thời điểm thế nào mà con lại tự ý đi du lịch? Công việc của công ty đối với con giống như một chuyện đi picnic của đám trẻ cho choi à? Con xin lỗi. Nếu như con còn hành động kiểu này một lần nữa thì sẽ không còn cha con gì hết. Từ giờ con sẽ cẩn thận. Đi đi. Khanh có biết Trường đã lo lắng tới mức nào không hả? Bộ Khanh vẫn còn con đấy hay sao mà Trường lo lắng? Khanh đi đâu, làm gì mà bây giờ mới về vậy? Khanh đi vòng vòng, hết chỗ này đến chỗ kia. Tóm lại Khanh cứ như là ma. Trường nè, Trường làm giúp Khanh hết những công việc mà Khanh đang làm dở dang nha. Cái gì? Khanh nói gì? Làm giúp hết công việc của Khanh ở công ty là sao? Khanh muốn rời khỏi công ty. À, mà nói chính xác là Khanh muốn rời khỏi ba. Khanh muốn nghỉ việc ở công ty hả? Khanh không muốn và thấy nhục nhã gì là con trai của Nguyễn Văn Cường. Khanh... Từ giờ trở đi, Khanh chỉ muốn cuộc sống của mình là Nguyễn Trọng Khanh, chứ không phải là con trai của ông Nguyễn Văn Cường. Muốn vậy thì trước hết thì phải nghỉ việc ở công ty rồi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Mai mốt đi. Mai mốt Khanh sẽ kể hết cho Trường nghe. Còn bây giờ Trường đừng hỏi gì hết. Chuyện Khanh nghỉ việc ở công ty, Trường giữ bí mật giùm Khanh nha. Chỉ hai đứa mình biết thôi. Khanh về trước đây, Trường ráng giúp nói trưởng phòng giúp Khanh. Trưởng phòng thì được rồi, nhưng còn ông chủ tịch chắc sẽ làm ầm lên quá. Trường lo giùm luôn chuyện đó nha. Mẹ lo nhiều lắm phải không mẹ? Con biết như vậy mà con đi được hả? Con xin lỗi mẹ. Anh, bộ anh chưa quên hết thiệt sao? Em hỏi là bộ anh chưa quên hết chuyện tình cảm giữa anh với chị Vi hay sao mà lại bỏ nhà đi du lịch, không nói cho em biết một tiếng nào hết vậy? Không phải vậy đâu. Giờ hình ảnh Vi không thể nào đi vào lòng của anh được nữa. Em đừng lo chuyện đó. Giờ anh chỉ có một mình em thôi. Có thiệt không vậy? Tụi mình ra ngoài ở riêng nha. Anh muốn hai đứa mình có cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng ba mẹ buồn thì sao? Không sao đâu. Tụi mình ra ngoài ở riêng, em không muốn sao? Dạ không. Nơi nào có anh thì ở đâu cũng được hết. Tạm thời chuyện này sẽ là bí mật, chỉ có hai đứa mình biết thôi nha.
Mẹ đâu biết ba là con người như thế nào phải không mẹ? Mẹ đáng thương của con, suốt đời sống mà không biết con người thật của ba là gì. Con tắm rồi đó hả? Dạ, để con pha mẹ một ly trà nha. Trà con trai pha cho, mẹ uống thấy ngon hơn. Con xin lỗi mẹ. Chuyện đơn giản như vậy mà con cũng không làm cho mẹ thường xuyên được nữa. Con nói là không có chuyện gì, có thiệt không đó? Làm gì có chuyện gì với con hả mẹ? Tự nhiên không muốn làm việc công ty nên con bỏ trốn vậy mà. Mẹ cũng thấy đó, từ hồi con đi Pháp về tới giờ con toàn làm việc không à. Mà vốn công việc này đâu có thích hợp với con. Thì ra là con vất vả quá hả? Nhưng mà bây giờ thì không sao rồi mẹ. Từ giờ trở đi sẽ không còn chuyện gì mệt mỏi đâu mẹ. Con nói vậy là sao? Thì con chỉ nói mọi chuyện như vậy thôi mẹ. Mẹ lúc nào cũng phải khỏe mạnh nha mẹ. Mẹ phải giữ hình ảnh của mẹ bây giờ mãi mãi nha mẹ. Còn nói giống như là người sắp đi xa vậy. Hôm nay mình tìm gặp những người này nghe họ nói chuyện đi anh Thiện. Ừ. Không biết có phải vì tìm được nhiều nhân chứng để giúp ông trước tòa hay sao mà Vi cảm thấy yên tâm lắm. Đúng lý ra mình đâu muốn ra tới tận tòa đâu. Dạ, tôi Thiện nghe đây ạ. Dạ, đồn công an ạ. Dạ. Dạ, dạ, tôi biết rồi. Dạ, dạ, tôi sẽ tới ngay đây ạ. Dạ, dạ. Có chuyện gì vậy anh? Ông nội tôi được thả rồi. Nghe nói là anh Lợi khai ông nội tôi không có tội. Tất cả những gì hắn nói đều là sai sự thật hết. Có thiệt không anh? Thiệt. Thiệt hả? Là anh tự làm mình bị thương rồi cũng tự mình tới bệnh viện để lấy giấy xác nhận. Dạ. Tại sao anh làm chuyện đó? Thấy ông cụ nhiều tiền quá tôi ghen tị. Số tiền mà ông cụ có cả đời tôi làm cũng không ra. Anh có biết là lời tố cáo tầm bậy của anh đã gây cho con người lớn tuổi này biết bao nhiêu cực khổ không? Tôi xin lỗi. Tôi đáng chết. Bác, thời gian giờ rồi là mắc khổ nhiều quá. Hồ sơ chúng tôi đã chỉnh lý xong. Thành thật xin lỗi bác. Bây giờ bác có thể ra vậy. Đội thằng này làm y như con nít. Ông có sao không ông? Không sao hết con. Ông cực lắm không? Ôi, tụi con còn cực hơn ông gì. Chuyện này nói một mình anh làm không thể nào tin được. Phải có ai xúi giục anh không đó? Dạ. Dạ không có đâu. Cái này thật ra thì có mình tôi à. Tôi tự nghĩ ra, tôi tự lên kế hoạch luôn. Thôi mình đi ông. Chú ơi, vợ anh này bị bệnh nặng lắm. Tôi thì không sao đâu. Có gì chú giải quyết sớm cho anh về. Bác cũng thiệt. Vậy chứ bác không căm ghét con người này sao? Ghét là người ta ghét cái tội, chứ ai ghét con người. Ông ơi, tội con đáng chết.
con đáng chết ông ơi. Con thấy có người nào đó xúi dục anh Lợi đó quá. Việc còn lại cứ giao cho công an người ta giải quyết. Mình còn nhiều việc phải làm lắm. Ông ơi, ông thấy sao vậy ông? Được, phải đưa ông tới bệnh viện mới được. Thưa bác sĩ, ông tôi có sao không ạ? Ông nghỉ vài ngày là sẽ khỏe thôi. Ông ơi, tạm thời ông cứ nghỉ ngơi đi nha, đừng suy nghĩ gì hết. Dạ chào bác sĩ. Ông nói là ông không có sao mà, cho ông về đi. Tại con không an tâm nên mới như vậy thôi. Còn công việc thì sao? Dạ, đã có cô Vi cô giúp giùm nên không có vấn đề gì đâu ạ. À, vậy thì may quá. Mà ông đã nghe bác sĩ dặn rồi đó nha. Ông cứ nằm ở đây nghỉ ngơi, đừng có suy nghĩ gì nhiều hết nha ông. Nghe tin ông nội của giám đốc Thiện xuất viện, tất cả các anh em nhân viên đều lên tinh thần dữ lắm. Anh kiểm tra thật kỹ quá trình sản xuất ra sản phẩm, nếu có vấn đề gì thì liên lạc cho em ngay. Từ bây giờ trở đi, cô Vi khỏi lo việc ở nhà máy nữa, chỉ lo chuyện ở văn phòng thôi. Tới bây giờ thì em đã thấy mọi chuyện đúng là quay trở lại chỗ của mình. Chuyện còn lại bây giờ chỉ làm cho ra sản phẩm mà thôi. Alo, tiệm sửa xe máy nghe. Ủa, em hả? Nè, giờ này em đang bận ở trung tâm thương mại mà, sao gọi điện cho anh được vậy? Em chỉ muốn biết anh đang làm gì thôi hả? Nè, nè, em đang ở ngoài đường hả? Đâu có. Sao anh nghe có tiếng còi xe? Chắc anh nghe lộn thôi. Anh à, em đang có khách, vậy thôi nha anh. Nè, nè. Rõ ràng người ở trong tiệm mai ngoài phố bước ra giống Sanali mà. Không lẽ rồi bây giờ biết đi đâu nữa để tiếp tục giết chết thời gian đây, hay là ghé về nhà chơi với thằng Hiệp? Không được, lỡ anh bạn phát hiện thì sao chứ. Trời ơi, không lẽ bây giờ đi coi phim nữa sao trời. Chị nghỉ làm ở đây lâu lắm rồi, anh là chồng mà không biết chuyện đó hả? Tại sao vậy Út Mận? Em có thể nói với anh là em nghỉ làm mà. Dạ chị cho em hỏi, tiệm trái cây Lưng ở đâu ạ? À? À, chị cứ đi thẳng vô chợ là tới liền. Dạ em cảm ơn chị. Chị tới gặp chủ tiệm hả? Chị cũng biết anh Lưng hả? Ờ, cũng sơ sơ. À, tôi biết là xen vào chuyện của người khác là vượt quá giới hạn, là không có nên. À, chắc là bây giờ ông đã tỉnh lại rồi đó. Tôi có nói với ông là nếu mà làm chuyện gì không có đúng á thì phải biết chịu trách nhiệm. Ông đã nhột lắm rồi. Chị nói vậy là sao? Trò gì mà phải chịu trách nhiệm? Thôi, chị cứ biết vậy đi. Chắc là bây giờ ông đang ở tiệm đó. Xin lỗi, chị có phải là chị Hiền cùng kinh doanh chung với anh Lân không ạ?
Cô cũng biết tôi nữa hả? Anh Lân kể nhiều về chị lắm. Cái ông đó mà cũng kể về tôi nữa hả? Chị nhớ giúp đỡ anh Lân em nhiều nha. Ảnh là người tốt đó chị. Đến nước này mà cô còn nói tốt cho ông nữa hả? Không biết là cái ông này đã giỡn trò gì nữa đây. Giỡn trò là sao? Chị nói... Anh Luân là nhà tài trợ của quỹ em. Lần trước gặp ảnh, em khóc là vì chuyển lại tin bé Phượng bị bệnh máu trắng. Tình hình bệnh ngày càng trầm trọng cho ảnh. Nói một hồi em khóc lúc nào không biết. Anh Luân vẫn đóng góp đều cho quỹ của em đó chị. Cả lúc đó ảnh cũng góp cho Phượng 1 triệu đồng lận đó chị. Anh Luân kể chuyện chị Hiền lúc đi hoạt động từ thiện. Ảnh nói là đang làm việc với chị, khen chị là người tốt nữa. Vậy ra không phải ảnh làm trò xấu xa với cô gái đó, mà đang tài trợ cho những người nghèo. Mày đang tưởng tượng gì vậy Hiền? Thôi chết, bây giờ biết tính sao đây? Tính sao đây? Tôi nghe nói Hiền gặp cô Vân rồi. Sao lại như vậy chứ? Nếu mà có chuyện gì á, anh cứ nói thiệt ra đi. Bộ anh muốn biến người ta thành một cái ngốc hả? Hay là anh muốn làm điều tốt để rồi lên mặt với tôi? Không có đâu, Luân không muốn biến Hiền thành cảnh ngốc đâu. Thiệt tình Luân không biết, không muốn nói chuyện này cho ai biết hết. Mắc cỡ lắm Hiền ơi. Nếu mà muốn làm điều tốt á thì không cần phải kể cho bất kỳ ai nghe chứ gì. Tôi không có ý nghĩ lớn lao như vậy đâu Hiền. Hiền giận tôi vì tôi chưa kịp nói cho Hiền nghe hả? Đương nhiên rồi. Lúc nãy trên đường đến đây tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi. Tôi đang nghĩ, nếu mà bây giờ có ai mời tôi đi chơi, tôi sẽ đồng ý liền đó. Hiền nói thiệt hả? Vậy thì hay là tối nay mình đi coi phim đi ha. Để tôi dọn xe rồi về ha. Dọn xe về đâu? Ba. Tôi chú Mạnh. Ba đến đây có gì vậy ba? Ủa làm gì hai người hố quảng à? Chứ gọi cô điện thoại à? Giữa hai đứa này thấy nó bốc mùi sao? Ủa ông nói bốc mùi gì ở đâu? Thì con Hiền với thằng bán trái cây đó. Tôi nghi ngờ lắm mà. Giữa hai đứa này nó có chuyện gì đây nè? Ồ nếu được vậy thì tốt quá. Tôi là tôi ưng cái cậu mà chủ tiệm bán trái cây đó lắm ạ. Ông, hay là mình cho hai đứa tụi nó thành đôi đi ông. Ông, cũng tới lúc mình phải để cho con Hiền nó đi là được rồi. Nó còn trẻ quá, tội nghiệp nó mà. Tôi không quan tâm, bà tự lo lấy. Trời ơi, như vậy thì tốt quá. Chị vẫn tin là ông cụ không có tội mà. Đúng là ông trời có mắt. Ông bác có khỏe không? Dạ, anh Thiện đã đưa ông đi bệnh viện. Ông nói là không sao nhưng anh Thiện lo lắm. Đúng rồi, tuổi tác ông cụ đã cao rồi, làm sao mà biết trước được cái gì sẽ xảy ra. Tốt nhất là bác nên đi vô trong bệnh viện rồi khám tổng quát như vậy thì hay hơn. Anh Thiện anh sẽ làm như vậy đó. Chú. Tìm phở ở nhà có chuyện gì đặc biệt không? Ông chủ mình sẽ đi hỏi vợ đó. Có thiệt không hả chú? Chú cũng còn đang suy nghĩ nha. Cháu thấy chú á, đi tìm đâu xa làm chi, tìm ở gần gần nhiều khi tốt hơn á. Đúng đó, tôi cũng đồng ý ý kiến đó đó.
Chán mát dơ còn nhiều quá. Chị tính để cho chú Hoàng đi hỏi vợ thiệt hả? Chị biết làm sao? Chị đừng để nước tới chân rồi mới nhảy. Phải giữ lại chứ. Tôi hứa sẽ giúp chị rồi mà. Tụi mình coi phim này đi. Thôi. Thôi. Phim hành động đánh đấm ghê lắm, tôi ghét lắm. Ê, coi phim này đi. Tình cảm khóc lóc này thấy không? Tôi ghét nhất là mấy bộ phim khóc lóc ỉ oi á. Thôi, coi phim này đi. Thôi. Coi cái phim gì mà coi xong nó động lại trong người một tí thì mới hay chứ. Coi phim hành động xong rồi á, động lại biết như nào. Coi xong là cảm thấy hả, mát ruột mát gan liền à. Thôi. Không có phim hành động đâu, ghê lắm. Thôi được, ai muốn coi phim gì á thì coi đi. Mày đi. Em mệt lắm không? Trời ơi, bao nhiêu công việc tụi nhân viên dành làm hết, em có làm gì đâu mà mệt. Em là quản lý chứ bộ. Em à, thiệt ra hôm nay ở tiệm anh đông khách lắm. Thiệt hả anh? Em chưa ăn gì đúng không? Hai vợ chồng mình đi ăn nha. Sao lại tới chỗ mất tiền này hả anh? Em thích ăn ở đây mà. Hôm nay anh muốn đãi em một bữa thiệt ngon. Mình vô đi. À, anh ơi, em hết thích ăn chỗ này rồi. Em biết có một chỗ ngon lắm. Vợ chồng mình tới đó đi anh. Thôi mà, đã tới đây rồi, thôi mình vô đi. Em nói là em không thích nữa rồi mà. Đi đi anh. Lẩu cá ở quán này ngon lắm đó anh. Em đâu có thích mấy cái quán vậy đâu. Ủa, sao em biết quán này vậy? Tại vì em đi ăn với cấp dưới nên biết đó mà. Thôi, mình vô đi anh. Anh ơi, anh sao vậy anh? Mọi người nhìn cái anh. Kệ họ, vợ anh ôm chứ bộ. Hôm nay có chuyện gì hả anh? Không có chuyện gì hết á.